giỏi. Xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2021. Và trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa có công điện về phòng chống dịch bệnh COVID-19